Loại biệt dược gốc điều trị ung thư này đã có hai thuốc generic nhóm 1 cùng tác dụng. Đáng nói là giá lại cao hơn đến 18 lần so với thuốc generic. Đây chỉ là một trong hơn 100 loại biệt dược gốc đã đủ điều kiện để đấu thầu cùng generic, nhưng vẫn được thực hiện đấu thầu một mình một sân. Theo chỉ đạo của chính phủ, trong trường hợp biệt dược gốc chưa đủ điều kiện đấu thầu với generic thì sẽ buộc phải đàm phán với nhà cung cấp, chứ không được để đấu thầu riêng. Trong năm 2019, thực hiện cái việc đàm phán giá chỉ có với 4 cái loại thuốc thôi mà 5 cái hoạt chất thì cũng đã tiết kiệm được so với cái giá kế hoạch nó vào khoảng độ trên 500 tỷ đồng. Cũng theo ông Phúc, Bộ Y tế cũng phải công khai danh mục biệt dược gốc đấu thầu chung với generic để các bên cùng giám sát, tránh tình trạng đấu thầu mà chỉ có một nhà thầu nên giá cao bao nhiêu vẫn trúng thầu. Bên cạnh đó, cần quy định công khai mức tối đa được phép sử dụng biệt dược gốc. Đề nghị là Bộ Y tế quy định cái tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc tại các cơ sở khám chữa bệnh cho nó phù hợp và tránh cái tình trạng là sử dụng một cách có thể nói là tương đối tràn lan như hiện nay. Bộ Y tế cũng thừa nhận đấu thầu biệt dược gốc phải cùng sân với generic, còn nếu chưa đủ điều kiện đấu thầu thì phải đàm phán giá. Đó là cách làm mà thế giới đã áp dụng từ lâu. Theo thông lệ quốc tế như chỉ đạo của chính phủ thì cái đối với biệt dược gốc thì xem xét cái xu hướng là một là đàm phán giá, hai là đối với thuốc ngoài biệt dược gốc hết bảo hộ bản quyền và nhiều generic thì xem xét đấu thầu rộng rãi. Mỗi năm số biệt dược gốc hết hạn bảo hộ bản quyền sẽ ngày càng tăng lên. Vì thế, nếu biệt dược gốc được đấu thầu chung với thuốc generic thực hiện sớm ngày nào thì gánh nặng chi phí trong chữa bệnh của người dân và ngân sách sẽ càng được giảm đi bấy nhiêu. Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Y tế, hiện vẫn chưa biết đến lúc nào thông tư quy định chi tiết về việc này được ban hành.